Chị nay em ghé con cô báo cho cô một chuyện. Chuyện gì? À. Hả? Chuyện gì vậy? Sa lem nó trốn trại nó về rồi. Hả? Tôi đã chót yêu đơn phương một người, nên đã chót mang niềm đau cả đời. Xuân Dũng em mới chào quý cô chú anh chị, quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Tin Nóng Tỷ Dân thân mến. Dạ, hôm nay Xuân Dũng quay trở lại thăm cô Bảy cả nhà. Thì lúc nãy Dũng ra ngoài chỗ bán vé số thì không thấy cô ở ngoài đó, cho nên Dũng vào trong cái nhà trọ của cô luôn. Thì hôm nay Dũng vào đây gặp cô để làm gì? Xin mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi câu chuyện sau đây. Cô Bảy ơi, cô Bảy, ủa đi đâu rồi ta? Khóa cửa rồi mà chỗ bán vé số thì không thấy đâu. Áo quần cô thì phơi ở đây. À, sao kỳ vậy? Không lẽ cô đi nằm viện? Không lẽ cô bệnh rồi đi nằm viện rồi? Alo. Dạ cô Bảy hả? À, tôi chú. Dạ, cô Bảy nay có đi bán vé số không? Có chú. Ủa nay cô bán ở đâu vậy? Tôi đang ngồi ở tiếp giữa huyện nè. Ủa sao con tới con mới đi ngang có thấy đâu? Ủa vậy là chú xe chú mới chạy xuống hả? Dạ. Tôi đang ngồi ở giải trí của huyện mà còn 36 tờ hả? Dạ. Giấy số 79 của chú còn 10 vé, 61 ngày Tây Ninh 10 tờ thì còn cất ở đây nè. Vé hôm nay hay ngày mai? Chiều nay. Dạ, dạ, dạ. Thì ra là lúc mà Xuân Dũng đi vào nhà cô Bảy thì cô Bảy lại đi ra chỗ bán vé số. Cho nên là hai cô cháu là không gặp nhau. Rồi, tập sau chiếc xe tải này này. Mùa bến kìa. Thì ra là cô Bảy ngồi bán bên đây. Hello, chào cô Bảy. Dạ. Ủa này, con đi tới đây mà con có thấy cô Bảy ngồi bán ở đây đâu? Có ngồi đây nè chú. Ủa vậy hả? Ờ, vậy là con nhìn lộn rồi. Vậy là con tưởng là cô bán phía bên đây, ngồi bên đó. Nhìn thấy số xe tôi nói chắc về của chú. Mà nhìn nói ủa thường thường xe 63 Tiền Giang mà sao lại 51 cho tôi khỏi đi luôn. Vậy hả con, biển số 51 sương giờ mà. Quên để ý cái chuyện. Dạ, dạ. Cô Bảy bán còn biển số không? Còn. Còn nhiều không? Còn 40 mấy tờ ạ. 40 mấy tờ hả? Dạ. Wow, còn nhiều vậy hả? Hôm nay cô bán ế ha. Thôi nay để đây con mua hết chưa? Đây cô Bảy còn nhiều vé quá cả nhà nè. Nhưng mà hôm nay Dũng không live stream. Live stream bán không có ấy cho nên giờ Dũng nhắn tin thôi. Và thưa cả nhà, để Dũng nhắn tin cho một số khách mối. Khách mối hay mua online, Dũng sẽ chụp và gửi qua xem các vị khách mối có ai mua không nha. Rồi bây giờ mọi người vừa chờ Dũng một chút xíu để Dũng đưa điện thoại ra Dũng chụp, Dũng gửi cho khách mối đây nè. Rồi, chụp hình lại rồi ok. Rồi ở đây là có những con vé sau, vé chủ chiều nay ngày mùng một tháng 6, số Tây Ninh chiều nay số 930561. Đây là số Bình Thuận 375316 261967 299681 218404. Rồi để Dũng xem, để Dũng xem nè. Rồi có
Rồi có một bạn tên Facebook là tên cái nickname Zalo là Lê Phương nhưng mà tên là Đỗ Thị Lệ, đòi mua hết. Để Dũng điền lại cho bạn này coi. Alo. Ừ em ơi. Em nghe nè. Ừ ở đây là có 5 số, mỗi số như vậy là em mua 5 tờ phải không? Ờ tất cả còn nhiều á. Thì còn nhiều lắm nhưng mà để người chia người ít á. À rồi thì anh bỏ em mấy cái cũng được hết á. Thì em lấy mẹ bao nhiêu tiền, mua bao nhiêu tiền? Thì nếu mà một số 25 tờ thôi, một số 4 tờ đi. Okay. Là tức là năm số là 20 tờ là 200.000. Rồi, ok để em nhận. Tức là mùa vẽ chỉ là 4 số nha. Rồi. Ok em nha. Rồi ok em. Rồi, cảm ơn em. Bạn đòi mua hết luôn con. Dạ. Rồi có chị Kim Truy luôn, chị Kim Truy cũng đòi một loài 5 tờ. Trời ơi nhiều quá. Không đủ. Rồi để Dũng nói với chị một loài 2 tờ thôi, để Dũng còn mua nữa chứ. Chị Kim Truy. Alo. Dạ. À, chị ơi, ở đây còn 5 vé, 5 số thì mỗi số về 2 tờ nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, mỗi số 2 tờ. Rồi, dạ. Dạ, rồi em chụp màn hình em gửi qua. Dạ. Đó, bây giờ không bán online nữa mà bán kiểu chụp rồi gửi qua khách mối mua luôn. Chụp vào điện thoại. Trời ơi, Như, mỗi vé 5 tờ nữa. Muôn ơi. Để báo lại như 63 vlog muôn rồi. Em nghe. Alo. Hết rồi em ơi. Em nghe. Hết rồi. Dạ trời ơi, không kịp luôn. À mùi vé 5 tờ thì chiều rồi nhưng mà cô còn có kết số nào không, lát đến coi còn số nào nữa không? À bảy có tặng cho 79 cô để cho anh đây rồi nhưng mà anh tặng cho em 2 tờ vậy thôi. Dạ rồi tới con đi mua cho cô. Rồi hết rồi. Chú về đó anh chú. Rồi bây giờ cô trước khi bán cái này nè, để con nói cho cô hay nè. Hôm nay là con đi công chuyện rồi con ghé cho cô. Thực ra là con phải là bán để mà hôm nay bán vé số cho nên là con không có livestream. Đó, nhưng mà anh thấy cô còn vé con tưởng là hết rồi đó. Thì nay em ghé cô báo cho cô một chuyện. Chuyện gì? À. Hả? Chuyện gì vậy? Sao em nó trốn trại nó về rồi? Hả? Nó trốn nó về rồi, nó nhớ cô nó về rồi. Không có đâu. Không có đâu, không có, người ta báo cho con nè. Không có, tại vì con tôi hồi nào tới giờ nếu ai đánh thì nó xuông tay cho đánh cho đã thôi chứ nó không có đánh lại. Mà cái chuyện mà kiểu nó trốn thì tôi không tin. Không tin? Không tin. Thiệt không? Thiệt. Mà giờ mình đã về đây thiệt thì sao? Không có đâu. Không có hả? Ừ. À vậy là cô quá hiểu con cô. Ừ, vậy là cô quá hiểu con giỡn nó, không có đâu. Tại vì hồi đó thì tôi biết. Dạ. Là chú Thi nói không có cho ra đường nha, rạch dứt khoát ngày đó không ra đường mà tới tối cũng không ra. Dạ. Chú Ti là công an. Dạ. Chú lên tiếng là nó không có ra. Dạ. Ờ cái này giỡn cô đó, không có chuyện đó đâu. Trời ơi. Giỡn cô con gái mà cô giỡn cô mà thấy cô giật mình luôn ha. Hết hồn cái chí à. Hồi nào tới giờ thì nói chung không có. Dạ. Dạ. Nói em vậy cô nè. Thì vừa rồi con gái của cháu Quanh, cháu Quanh con gái của chị Nhung á, vừa rồi cháu Quanh là đạt, tức là năm học vừa qua là đạt giải thưởng, nghe đâu nhà trường tặng được 200.000.
À vậy là cháu quên nhờ mẹ gửi vô để làm quà cho cô Bảy, làm cho quà cho bà Bảy. Cảm ơn. Dạ là con gái của chị Vũ Thị Hồng Nhung ở, ở quận Hoàng Mai đó, Hà Nội đó. Dạ dạ. Đó, cho nên là nay là con xuống này con ghé đưa cô cái này thôi chứ gì. Rồi. Một em học sinh ở ngoài Hà Nội thì em đạt cái giải thưởng là trong cái năm học vừa qua thì như nhà trường tặng được 200.000 và cháu sử dụng 200.000 đó để tặng lại cho bà Bảy. Rồi cảm ơn em Hằng Quanh rất là nhiều. Cảm ơn em Hằng Quanh nhiều nha. Trời ơi em đi bỏ hình như bỏ ống heo cũng đi dành cho tôi rồi. Dạ. Nay lại tặng nữa. Dạ hả? Trời ơi thương không? À. Đó, đó là cái món quà đầu tiên. Dạ. Yeah. Cái nhà Dũng đứng ở ngoài đường nói chuyện nên thấy ồn. Trời ơi. Xe đi qua nữa nó còn nẹt nẹt bô nữa nè. Thấy ồn. Đó là con gái của chị Hồng Nhung, cháu nhỏ thôi mà cháu cũng đã biết trân quý, là biết làm những cái điều tốt. Mà điều này làm cho mình trân quý hơn là đúng không cô Bảy ha? Là mình là càng quý hơn về cái hành động của cháu. Dạ. Yeah. Đầu tiên là vậy. Rồi tiếp theo nữa, lần trước mà con nhắc đến cô là có một người mà trúng vé số mua cô 8 tờ đó, mà trúng 800.000, thì sau đó bạn gửi cho bạn nó chỉ nói là chỉ nhận là 600.000 thôi, còn 200.000 đó là nhờ Xuân Dũng khi nào gặp cô Bảy thì đưa cho cô Bảy, tức là tặng lại cho cô Bảy. Đó, bạn đó là tên là bạn Đỗ Thị Lệ ở Vĩnh Long. Dạ. Yeah. Đỗ Thị Lệ Vĩnh Long thì nay con mới lục ra lại trong cái tin nhắn thì mới biết là đó là bạn Đỗ Thị Lệ. Nay con gửi cho cô Bảy 200.000 của bạn Đỗ Thị Lệ. Dạ. Yeah. Cảm ơn cô Lệ. Dạ. Yeah. À rồi. Chưa hết. Còn nữa. Sau đó thì con mới nhắn tin cho cô Lệ, con hỏi là xin cái địa chỉ của em ở đâu để là để biết được là để công bố cái tên á. À công bố tên và địa chỉ thì em Lệ đó em nói rằng là em ở Vĩnh Long. Thì sau khi mà nhắn xong như vậy rồi em Lệ còn hỏi là hôm nay em có về cô Bảy không? Thì con nói có. Vậy là em Lệ chuyển tiếp cho cô thêm 500.000 nữa. Vậy vậy. Ờ. 500.000 mình mua cái gì? Ai biết đâu, cái này gửi tiền mặt mà. Đó. Thì em Lệ lại gửi tiếp cho cô 500.000 nữa. Có nghĩa rằng là em Lệ gửi cho cô là 700.000 đó ha. 500.000 này thì không liên quan gì đến trúng số, còn 200.000 trước là trúng từ 8 tờ vé số. À. Rồi. Ngoài là xong. Là cái quà cho cô xong. Rồi. Em Lệ vừa mới điện thoại cho con mà sau khi mà con chụp điện thoại vé số này qua cho em Lệ xong thì em Lệ nói là lấy cho em mỗi số là 4 tờ. Rồi cô lấy giúp cho con. Cô cất tiền đi. Cô lấy cho con một số 4 tờ. Lấy cho một số 4 tờ. Hello. Hết hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Dạ. Yeah. Rồi có người mua cho cô mua hết luôn mà anh chịu, anh nói để mua 2-3 tờ thì được chứ còn nhiều quá không được, nhưng mà bây giờ hết luôn rồi. Anh bây giờ còn được một thứ không? Anh mà 5 tờ còn được 5 vé nè. Trước hỏi cô kìa. Khỏe chú. Gái chú không gọi tiền sớm. Ừ, chừng nào chú xuống? Dạ con chắc cũng bữa đó thoáng thoáng là con chờ xuống. Ừ. Tôi đặt áo chú dạ, nè, áo chú cho tôi mặc tôi bán vé số nè. À vậy hả? Trời ơi. Dạ. Rồi vậy thôi con Bảy chụp cái chuyện nha. Ừ. Rồi con chào con Bảy. Rồi, đây. Rồi rồi. Con thấy cô đếm lộn rồi đó. Một thứ 4 vé mà cô lấy hình như đếm 5 rồi đó. Tại vì 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 tờ rồi nè, thì nó 5 tờ rồi nè, dư rồi. Có nói cô là một thứ 4 vé. Đây là của em Đỗ Thị Lệ, cái người vừa rồi mới tặng cho cô 700.000 xong. Cô nói chuyện với trước, đây là cô quên. À, mấy tờ trước là nhớ 4 số phải không? Nhớ 4 vé nè. Đó. Đó. Rồi. Là 4, 5, 20 phải không? Rồi 2. Rồi cô lấy tiếp một thứ 2 vé cho chị Kim Truy.
mỗi số 2 vé. Rồi. Là năm ở đây năm số là 10 vé. Rồi. Rồi, ok. Rồi cô chị Kim Tri 10 vé, một số như vậy là 2 vé. Rồi còn đây là để như đây để hết cho con. Còn lại đó là để cho con. Rồi. Đem lại hết bao nhiêu là cho con nữa. Là ở đây là 30 vé rồi. Hai vé. Mười ba vé ở đây 10 vé nữa. Ở đây 10 vé nữa là 10 vé nữa. 23. Rồi. Bán chợ chú Dũng sao á, bán không được. Ở đây là 30 tờ nè, là 300.000 nè. Đúng không? 300.000 với của con 23 tờ nữa là 530.000. Rồi, 540.000 rồi cô giữ luôn. Rồi, đừng thối nữa. Tôi không biết nói gì hơn, tôi cầu chúc cho mấy người, những người mua vé số của tôi chiều nay trúng số đặc biệt. Vậy hả? Chứ không phải là may mắn lần sau hả? Không, trúng số đặc biệt để còn giúp đỡ những người bất hạnh về sau nữa. Dạ rồi. Dạ rồi, thì hôm nay con ghé thì cũng không có thời gian nhiều, chỉ chẳng qua là ghé để gửi cái quà của cháu Quân, con của chị Nhung và của chị Đỗ Thị Lê ở Vĩnh Long cho cô Bảy thôi. Mà không ngờ rằng là cô Bảy còn vé số nhiều vậy, cho nên là con cũng bán dùng cho cô luôn. Thôi để con tranh thủ con làm cái clip này con gửi lên cho mọi người đây nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Tạm biệt cô Bảy nha. Tạm rồi. Biệt. Dạ. Mạnh Thường Quân. Dạ. Tạm biệt mấy cô. Dạ. Ơi, tôi với cô giúp đỡ cho tôi vậy, tôi không biết chừng nào chắc tôi chết rồi tôi đào tay lên mới trả ơn nổi. Trời ơi, có gì. Cô Bảy cứ nói vậy mãi không à. Dạ. Rồi giữ gìn sức khỏe cô Bảy. Dạ, tạm biệt cô. Bye bye. Tôi đã chót yêu đơn phương một người, nên đã chót mang niềm đau cả đời.